Theo thông tin ban đầu, anh Taco Phạm sinh năm 1977 là Việt kiều Mỹ đã hồi hương, điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 59A304633 đang lưu thông từ đường Lê Duẩn rẽ ngang sang đường công xã Paris thì bất ngờ xe chở nước đá do anh Lê Văn Dương sinh năm 1996 quê Sóc Trăng điều khiển mang biển số 59I5 1637 chạy ngược chiều từ đường Hàn Thuyên băng qua đường và đã khiến chiếc xe mô tô tông trực diện vào xe gắn máy. Vụ tai nạn khiến hai người điều khiển bị chấn thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, trong đó anh Lê Văn Dương đang trong tình trạng rất nguy kịch. Tại hiện trường, hai xe bị biến dạng và hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông quanh khu vực. Đến gần 12 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.